Chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu sống lại, đó là nền tảng của đức tin chúng ta ngày hôm nay. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, anh em chị em ơi, chúng ta không có một hy vọng gì hết. Và tất cả những lời hứa mà lời Kinh Thánh nói với chúng ta đều vô giá trị hết. Thế nên hôm nay tôi muốn lấy cơ hội chia sẻ với anh em chị em về quyền phép của sự sống lại. Quyền phép của sự sống lại, đó là điều rất là quan trọng cho chúng ta. Sự sống lại của Chúa quan trọng đến nỗi mà Thánh Phaolô nói như thế này: tôi bằng lòng lìa bỏ hết mọi sự, bỏ hết tất cả mọi sự. Thánh Phaolô, chúng ta biết Thánh Phaolô là người trí thức lúc bấy giờ trong thời đại mà Chúa Giêsu ở thế gian. Thánh Phaolô nói: tôi sẵn sàng lìa bỏ và từ bỏ tất cả mọi sự để làm một điều. Thứ nhất, ở trong Ngài và nhận được sự công bình, biết Chúa Giêsu và biết quyền phép của sự sống lại. Đó là điều rất là quan trọng. Thì tôi Thánh Phaolô bằng lòng trao đổi hết tất cả mọi sự, trao đổi tất cả những gì mà ông có thể có được ở thế gian này, là một con người ở trong vị trí là một nhà tri thức, sẵn sàng lìa bỏ hết tất cả những điều đó để nhận biết Chúa Giêsu. Đó là điều rất là quan trọng. Quan trọng đến nỗi mà Thánh Phaolô nói, công bố điều đó cho hội thánh của Chúa ở thành Corinto, ở thành Philip. Ông nói nhiều như vậy. Cho nên anh em chị em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự quan trọng của quyền phép của sự sống lại. Và Thánh Phaolô còn nói: không những tôi biết Ngài, ở trong Ngài và biết quyền phép của sự sống lại của Ngài, và rồi cũng kinh nghiệm sự thông công thương khó của Chúa. Để rồi tôi, đó là Thánh Phaolô nói, trở nên giống như Chúa. Đó là điều rất là quan trọng. Anh em chị em, giống Chúa không phải là chỉ có tâm tính tốt của Ngài. Giống Chúa không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng mà giống Chúa trong sự sống đời đời mà Ngài đã hứa ban cho con cái loài người khi Ngài đến thế gian này. Giống Chúa trong uy quyền mà Ngài ban cho chúng ta là những người đi theo Chúa. Lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy đây là điều mà chúng ta thấy quyền phép của sự sống lại của Ngài như thế nào. Có mấy điều tôi muốn chia sẻ cho anh em chị em. Đó là nếu Chúa Giêsu không sống lại, điều thứ nhất, tất cả những điều gì mà Đức Chúa Giêsu nói về chính Ngài, tất cả những điều gì mà Chúa Giêsu nói về Đức Chúa Trời, và tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Giêsu nói về sự sống đời đời, tất cả những điều đó không có giá trị chi hết. Và lời của Chúa ở trong sách Thánh Roma, Thánh Phaolô nói cho một thánh ở Roma nói như thế này: sự sống lại của Đức Chúa Giêsu chứng tỏ một điều, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sáng tạo. Vì lời của Chúa ở trong Phúc Âm Thánh Giăng nói như thế này: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời, đó là chính Chúa Giêsu. Và lời Chúa cũng cho Ngài luôn luôn nói Ngài là con Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì cái lời nói của Ngài xưng mình là con Đức Chúa Trời không có giá trị gì hết. Tất cả những giáo chủ ở thế gian này, những người lập nên những tôn giáo ở thế gian này, tất cả những người đó đều qua đi giống như tất cả mọi con người khác ở thế gian này. Chỉ có một đấng duy nhất nói với con người rằng, như lời Chúa nói về cái đền thờ của Chúa ví, về cái đền thờ là thân thể của Ngài. Như chúng ta đã vừa nghe câu Kinh Thánh khi cái hoàn cảnh về đóng đinh Chúa và sống lại, đó là hãy phá đền thờ này đi và sẽ được lập lại trong 3 ngày. Anh em chị em, đây là một đền thờ xây bao nhiêu năm mà Chúa Giêsu nói phá đi và sẽ được lập lại trong 3 ngày. Ngài nói đến điều gì? Ngài nói đến thân thể của Ngài là đền thờ, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài sống lại. Cho nên nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại thì Chúa Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Và những lời hứa về Ngài, hứa đã hứa cho chúng ta rằng hãy ai tin con Ngài thì được sự sống đời đời, cũng sẽ không có giá trị gì hết. Chúa chỉ bằng tất cả những người lập nên những tôn giáo ở thế gian này mà thôi. Và cũng bằng chúng ta, cũng bằng cha của chúng ta, cũng bằng ông nội ông ngoại của chúng ta, cũng bằng tổ tiên của chúng ta, là những người đã chết và không sống lại.
Đức Chúa Giêsu không khác chi tất cả những người dạy đạo hoặc là dạy những điều tốt lành ở thế gian này. Ngài không thể cứu chúng ta khỏi sự lưu mất đời đó. Ngài không thể cứu chúng ta khỏi sự tuyệt vọng ở thế gian này. Thế nên sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, quyền phép của sự sống lại nói đến điều gì? Chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, quyền phép của sự sống lại bày tỏ cho chúng ta điều gì? Anh em chị em, ở đây dưới mỏng chúng ta có những người dưới 10 tuổi, có những người 10 tuổi, có những người khoảng 20 tuổi, có những người 30, có những người 40, có những người 50, có những người 60, có những người 70, có những người 80. Tôi không biết có ai 90 không, nhưng mà ít nhất có những người 80 trở lên. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta mong mỏi chúng ta được lớn. Phải không quý vị? Nếu ai gọi mình là con nít thì chúng ta không có vui lòng. Khi chúng ta lớn rồi thì chúng ta không muốn chúng ta già, không muốn chúng ta trẻ. Đúng không? Đúng không các vị? Đúng không các bạn? Đúng không? Đúng không? Chúng ta không muốn. Thế thì điều đó bày tỏ điều gì? Lòng con người muốn có sự sống lâu dài. Tại sao vậy? Vì đó là điều mà con người đã thấy mất. Thế nên con người luôn luôn mong muốn sự sống lâu dài. Bằng cớ là chúng ta thấy nhanh nheo, chúng ta tìm cách làm cho nó căng thẳng, trẻ trung, đẹp đẽ trở lại. Tức là con người có sự ước ao sống lâu dài. Nếu như Chúa Giêsu không sống lại thì điều đó không thể nào đến với con người được, và không thể nào có cho con người được, và cái điều con người ước ao nó sẽ không bao giờ có trở lại với họ. Bằng cớ là chúng ta đã nghe trong lịch sử con người và trong thế giới, nhất là trong phương Đông của chúng ta, người ta đi tìm cái gì? Tìm cái trái đầu tiên để ăn và sống trường sinh bất tử. Trái đầu tiên đó là gì? Đó là những câu chuyện, là những mẫu chuyện mà lời Kinh Thánh nói là trái cây sự sống mà chính Adam và Eva đã ăn trước khi phạm tội. Và kể từ khi họ phạm tội rồi, Chúa Trời đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng, và họ không còn thể nào sống giống như trước nữa, và họ không còn cơ hội để ăn trái đầu tiên nữa. Đó là điều mà đã xảy đến cho con người. Cho nên anh em chị em ơi, đó là điều mà con người luôn luôn mong mỏi. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì con người sẽ không có sự sống đời đời như lời Ngài Chúa đã hứa. Chúa đã vì Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là chính Chúa Giêsu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời. Chỉ có trong Chúa Giêsu thì cái điều gì mà con người đã đánh mất, con người sẽ được trở lại. Hễ ai nhận con ấy thì được sự sống đời. Đó là điều rất là. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại, quyền phép của sự sống lại cũng bày tỏ cho chúng ta rằng nếu Chúa Giêsu không sống lại, sự chết của Ngài là trả giá. Trả giá. Tại sao chúng ta nghe bài hát con chiên xứng đáng, chiên xứng đáng? Tiếng Anh nói worthy is the lamb, chiên con trời xứng đáng. Tại vì Chúa Giêsu chết trên cây thập giá giống như một con vật, là con chiên dùng làm của tế lễ hy sinh và chuộc tội cho nhân. Chứ không phải chúng ta ca ngợi con cừu của chiên bình thường, không. Tại vì của lễ chuộc tội dành cho con người mà Đức Chúa Trời dạy khi Adam Eva phạm tội là dân của tế lễ bằng con chiên. Và con chiên đó, của tế lễ đó chỉ có giá trị trong một năm thôi. Năm sau thầy tế lễ thượng phẩm lại làm cái của lễ chuộc tội đó cho nhân loại một lần. Mỗi một năm đến ngày lễ được gọi là ngày lễ đại chuộc tội, tiếng Do Thái gọi là Yom Kippur. Thì đó là ngày mà người Do Thái làm lễ đại chuộc tội cho dân, cho nước. Về Việt Nam chúng ta cũng có cái ngày khi xưa các vua chúa mỗi một đầu năm họ dân tế lễ chuộc tội, rồi xin ơn trời cho dân, cho nước. Anh em xem tất cả tục lệ đã được Chúa Trời dành cho con người một điều trông đợi đấng cứu thế của nhân loại đến để chuộc tội cho họ, như con chiên hy sinh mà họ làm mỗi một năm. Sự chết của Chúa Giêsu là giá chuộc cho con người. Giá chuộc tức là một người làm nô lệ. Chúng ta, quý vị biết chúng ta ở trong sự nô lệ gì? Quý vị biết không? Chúng ta ở trong nô lệ của tội lỗi. Chúng ta nô lệ trong sự chết. Chúng ta nô lệ trong sự nghèo đói, sự bệnh tật. Nhưng mà hai điều quan trọng nhất cho chúng ta là chúng ta nô lệ trong sự chết và quyền lực của ma. Bằng cớ là chúng ta có tiền đến bao nhiêu, chúng ta cũng không mua được sự sống đời đời, và chúng ta cũng không thoát khỏi sự chết. Nên đó là điều mà chúng ta bị làm nô lệ từ khi Adam Eva phạm tội rời bỏ. Sự chết nó đến với cai trị con người. Dầu quý vị biết, dầu quý vị không biết, chúng ta vẫn ở trong sự nô lệ của nó, vì tất cả chúng ta đều chết. Và quyền lực của ma quỷ là quyền lực của tội lỗi, cám dỗ đem con người đến sự chết, nó vẫn không chế con người. Cho nên Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Ngài ra khỏi mồ mả,
tức là Ngài phá vỡ quyền lực của tội lỗi, Ngài phá vỡ quyền lực của ma quỷ và Ngài phá vỡ quyền lực của sự chết. Cho nên lời hứa của Ngài nói với chúng ta, ai nhận Ngài thì có sự sống đời đời, mới có hiệu lực, có kết quả. Ngày hôm nay, giả sử tôi là người bị bán làm nô lệ, có người đến trả giá chuộc tôi ra khỏi làm nô lệ, rồi người đó sẽ không bao giờ trở lại, thì quý vị ơi, thân phận tôi vẫn là kẻ nô lệ. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã trả giá qua sự đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà Ngài không ở trong mồ mả như tất cả bao nhiêu con người ở thế gian này. Chúa đã sống lại và Ngài phá vỡ quyền lực của sự chết, Ngài phá vỡ quyền lực của tội lỗi, cai trị con người, và Ngài đã đến, Ngài trở lại trả giá rồi, đem chúng ta, giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của sự chết, của ma quỷ, của tội lỗi, sự nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, tất cả những điều gì chúng ta nhìn thấy đó là sự rủa xả, cai trị. Anh chị em ơi, đó là quyền lực, quyền phép của sự sống, đó là Chúa làm. Chúa là Chúa Giêsu sống lại chứng minh Ngài là Chúa Trời. Còn chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta ngày hôm nay được Chúa Giêsu sống lại, không những chúng ta được ban cho sự sống đời đời, chúng ta có hy vọng là ta được cứu chuộc vì Chúa Giêsu trở lại là Chúa chuộc chúng ta ra khỏi làm nô lệ, trở lại sự chết là giá trả và sự sống lại chuộc đem chúng ta ra khỏi cái xiềng và giải phóng chúng ta. Không còn làm nô lệ cho ma quỷ, không còn làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Chúng ta cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta như thế này. Nếu chúng ta được sanh ra hai lần, thì chúng ta chỉ chết một lần. Lần thứ nhất, chúng ta được sanh ra bởi cha mẹ. Lần thứ hai, chúng ta được sanh ra bởi Đức Thánh Linh, cũng là qua niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta được sanh lại, Kinh Thánh nói, các ngươi phải sanh lại. Thì mới thấy nước của Chúa Trời, tức là sanh trở lại vào trong nhà của Chúa. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta mới sanh lại được. Thì lời Kinh Thánh nói với chúng ta như này, sự chết lần thứ hai không còn quyền chi những kẻ đã được sanh lại. Còn nếu chúng ta chỉ được sanh một lần, làm cha mẹ sanh mình ra, và chúng ta không bao giờ được sanh lại lần thứ hai khi chúng ta còn sống trên đất này, tức là được sanh lại là qua Đức Thánh Linh, qua tin Chúa Giêsu được sanh lại, thì chúng ta sẽ phải đối diện với hai lần chết. Lần chết thứ nhất là xác thịt này trở về với đất. Lần chết thứ hai là đến ngày chúng ta gặp Chúa, sự phán xét của Đức Chúa Trời đến, và đó là giai đoạn đi vào cõi đời đời. Chúng ta sẽ, tất cả mọi người chúng ta sẽ được phục hồi cõi đời đời hết. Nhưng mà nếu chúng ta được sanh hai lần, không đối diện với cõi đời đời của sự mất mát. Còn nếu chỉ sanh một lần thì sẽ đối diện với hai lần chết. Lần thứ nhất xác thịt này sẽ trở về với đất. Lần thứ hai sẽ đối diện với sự chết đời đời mà không hề chấp nhận. Anh em chị em, đó là lời hứa của Chúa cho tất cả những người ở thế gian này. Thế thì quyền phép của Đức Chúa Giêsu sống lại đó là 2000 năm trước. Còn ngày hôm nay thì sao? Đó là điều rất quan trọng. Vì Đức Chúa Giêsu sống lại rồi, Ngài sẽ dọn về trời, thì Ngài nói với các môn đồ. Lời Chúa nói như thế này, Chúa nói với chúng ta là Ngài, ông Thánh Phaolô khi cầu nguyện cho hội thánh ở thành Ê-phê-sô nói là: tôi cầu nguyện cho anh em kinh nghiệm được quyền phép của sự sống lại của Chúa Trời, nhận biết được những điều cao trọng của Ngài, vì Ngài, Chúa ban cho chúng ta uy quyền trên tất cả các quyền ở thế gian này. Anh em chắc, vì Ngài ở trong chúng ta, Ngài ban cho chúng ta uy quyền. Đó là lời của Chúa nói với chúng ta. Không những vậy, cái uy quyền đó để chúng ta chinh phục quyền lính của ma quỷ. Lời Chúa nói, nếu các ngươi phục Đức Chúa Trời, các ngươi chống trả ma quỷ thì nó sẽ đánh xa anh em. Anh em trên, tôi quý vị là con người tầm thường như thế này, Chúa ban cho chúng ta quyền xua đuổi ma quỷ và cai trị trên quyền lực của thế gian này, ma quỷ. Đó là điều rất là quan trọng. Tôi quý vị là một người tầm thường thôi, nhưng mà vì Đức Chúa Giêsu sống lại, cho nên Ngài ban cho chúng ta cái quyền. Đó là điều thứ nhất, Chúa ban cho chúng ta cái quyền. Kế đến, không như vậy, nếu chúng ta là người tin Chúa thì lời Chúa nói như thế này: những kẻ tin sẽ được giấu lại là Chúa Giêsu sống lại. Chúa mới nói với các môn đồ, nhưng mà các môn đồ ngày xưa đi với Chúa, Chúa ban cho họ quyền rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là những người không có mặt với Chúa Giêsu khi Ngài ở thế gian này. Chúa nói những kẻ tin sẽ được giấu lại. Hãy nhân danh ta mà trừ quỷ. Anh em chị em, Chúa nói với chúng ta đó là cái uy quyền mà Chúa ban cho chúng ta sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Đó là điều Chúa ban cho chúng ta. Đó là
lý do tại sao chúng ta thấy chúng ta ra lệnh cho quyền lực thế gian nó phải nghe và nó phải bất lợi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại, cho nên điều đó mới có thể xảy đến. Vì nếu Ngài không sống lại, anh em chị em ơi, chúng ta chẳng có uy quyền gì. Và điều mà Ngài hứa cho chúng ta cũng chẳng có giá trị gì hết. Nhưng mà sự sống lại của Ngài nói đến một điều, uy quyền Chúa ban cho chúng ta là uy quyền chân thực và thực tế, áp dụng được hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Những kẻ tin sẽ được dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói bắt ấn trong tay. Đó là những dấu lạ mà Chúa ban cho tôi và quý vị, không phải chỉ cho những người đặc biệt đi giảng đạo, những người tin Chúa Giêsu. Cho nên phần chúng ta phải biết đó là uy quyền mà Chúa ban cho mình, và phải tin đó là điều chân thật mà Chúa ban cho chúng ta, vì Ngài đã chứng minh điều đó bằng sự sống lại. Kể đến phần nữa, như lời Chúa đã nói, như lời Chúa đã nói cho chúng ta biết là sự sống lại của Chúa có uy quyền như thế này. Trong công vụ các sứ đồ, khi các sứ đồ sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi đó, Chúa Giêsu đi về trời rồi, các môn đồ đi giảng đạo, thì Kinh Thánh nói như này: các môn đồ lấy nhiều phép lạ mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Anh em chị, tôi với quý vị ngày hôm nay, hồi xưa Chúa Giêsu sống lại, Ngài hiện đến cho các môn đồ thì họ nhận biết Ngài sống lại. Ngày hôm nay làm sao chúng ta có thể nói với mọi người khác Đức Thánh Linh làm việc, nhưng mà có cái điều gì để chứng minh cho con người thế gian này biết rằng Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại? Nên lời Chúa nói là các môn đồ lấy nhiều dấu kỳ phép lạ để chứng minh Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Đó là điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta uy quyền, dấu lạ đi theo, chúng ta sử dụng danh của Ngài để bày tỏ uy quyền đó, dấu lạ. Nếu chúng ta, nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại, tôi bảo đảm anh em chị em thấy cái chàng thanh niên lớn đứng đây không? Chúng ta thấy chàng thanh niên lớn đứng đây không? Nãy đứng làm phi lát. Anh em chị em, nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại thì chàng thanh niên đó mang một cơn bệnh 4 năm đi không thẳng, đi khom giống như một người như thế này, sẽ không bao giờ được đứng thẳng như ngày hôm nay chúng ta thấy đứng ở đây là cái vai phi lát. Những việc đó để chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu kẻ chết sống lại. Amen. Nếu Ngài không sống lại, lời nói, lời cầu nguyện và cái uy quyền mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu không có giá trị gì hết. Là cảm ơn Chúa, cái được tối tăm áp bức trên đời sống em thanh niên đó đến nỗi mà không đi thẳng được trong 4 năm trời, cho đến ngày giải phóng của Chúa đến với nó trong danh Chúa Giêsu là đấng đã từ kẻ chết sống lại. Đó là phần của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta cái uy quyền từ kẻ chết sống lại của Chúa. Để rồi chúng ta ra lệnh cho mọi thế lực áp bức trên đời sống chúng ta phải lui ra. Anh em chị em ơi, chúng ta có nhiều điều mà chúng ta phải đối diện trong thế gian này lắm, nhưng mà chúng ta phải biết Chúa ban cho chúng ta uy quyền và sử dụng nó mỗi ngày trong mỗi công việc mà chúng ta đối diện với thế gian này. Chúng ta cảm ơn Chúa không như vậy. Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại định cho chúng ta là những con người chiến thắng, chứ không phải là những con người chạy trốn, không phải là những con người thất bại. Lời của Chúa Thánh Phaolô nói như thế là: Ngài đã không tiếc con Ngài ban cho chúng ta thì Ngài không tiếc bất cứ một điều gì hết cho chúng ta. Và không một thế lực nào, không một uy quyền nào, không một con người nào, không một khó khăn nào, không một nghịch cảnh nào có thể đem chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời được. Vì tình yêu đó mà Ngài đã đến để cứu chuộc chúng ta. Anh em trẻ ơi, giờ chúng ta phải đối diện với điều gì, hãy nhớ một điều: Chúa Giê Đức Chúa Trời là ban con của Ngài thì Ngài không tiếc bất cứ một điều gì cho chúng ta. Giờ ngày hôm nay chúng ta phải đối diện với sự nghèo khó, giờ chúng ta đối diện với bệnh tật, nhưng mà nhớ Chúa đã trả giá hết rồi, Chúa đã hoàn tất tất cả những điều đó rồi. Phần chúng ta hãy nhân danh Chúa và đón nhận lấy điều đó cho chính mình mỗi ngày. Giờ chúng ta ngoại trừ nếu Chúa định cho chúng ta phải ra đi thì bây giờ không có ai làm chi được hết. Còn nếu Chúa định cho chúng ta còn ở trên đất này thì dầu như thế nào, nhớ Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta sự chữa lành và sự phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và rồi Ngài nói như Thánh Phaolô nói như thế nào? Thánh Phaolô nói không ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta lắm, cho nên Ngài đã chết trên thập tự giá. Chúng ta nói sao? Vì những vết thương của Ngài mà chúng ta được bình an, những lần đòn của Ngài chúng ta được lành, và những dòng huyết mà Chúa đổ ra chúng ta được tha thứ tội. Và rồi sống lại của Ngài, cái câu Kinh Thánh mà tôi đọc với quý vị lúc đầu: Ngài sẽ thấy sự trả giá của linh hồn mình, tức là Chúa Giêsu sẽ sống lại. Chúa sẽ thấy được kết quả của sự đau khổ trong linh hồn mình, tức là sự chết của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa.
chúng ta hay đón nhận và công bố điều đó. Trong danh Đức Chúa Giêsu, tôi công bố điều đó trên đời sống anh em chị em. Chúng ta là kẻ hơn những người đã thắng ở thế gian này. Đó là lời của Thánh Phaolô nói. Chúng ta là kẻ thắng hơn một phần, không phải là thắng, không phải là chỉ thắng thôi, là thắng hơn một phần. Tiếng Anh nói là we are more than conquerors. Chúng ta là những người hơn những kẻ chiến thắng ở thế gian này, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng nghèo đói, chiến thắng sự áp bức, chiến thắng những sự khó khăn ở trần gian này, chiến thắng tất cả những con người ở thế gian này áp bức, chỉ trong Chúa Giêsu thôi. Kinh Thánh nói trong Chúa Giêsu chúng ta là người thắng hơn. Là cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Có một bài hát như thế này, có một bài hát trong tiếng Anh đó, nó nói là What's a beautiful name. Trong đó có ba điều. Điều thứ nhất beautiful, điều thứ nhì là wonderful, và điều thứ ba là powerful. Anh em chị, Kinh Thánh nói Đức Chúa Giêsu đấng từ kẻ chết sống lại, và Kinh Thánh nói khi nghe đến danh Ngài, mọi đầu gối ở trên trời, ở dưới đất, ở bên dưới đất, trên trời ở đâu, trên trời ở đâu, trên trời có ai chứ không, trên trời có các thiên sứ, trên trời có các thiên sứ, và tất cả những người đã về với Chúa. Ở dưới đất có ai? Có chúng ta, có các loài vật. Và bên dưới đất có ai? Có đủ thứ hết mà mình không biết hết. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ngài là danh đẹp đẽ. Đó là cái danh đầu tiên mà nói beautiful. Cái danh đẹp đẽ là danh là gì? Danh đẹp đẽ là danh khi cái gì đẹp đó thì chúng ta làm gì anh em chém? Cái gì đẹp thì mình ra. Mình thấy cái gì đẹp, cái nhà đẹp, người đẹp, hay bất cứ gì đẹp thì chúng ta làm sao? Nhìn rồi, nhưng mà có nói gì không? Khi đẹp thì chúng ta ca ngợi, phải không? Ô cái người này, hoặc là cái núi này, hoặc là cái hoa này đẹp quá. Anh em chém, danh của Ngài, danh Giêsu là danh đẹp, beautiful name, tức là danh đẹp đẽ, là danh đẹp, là danh đáng được ca ngợi, khen ngợi, chúc tụng. Và rồi nhiều khi chúng ta thấy có những người, người ta thờ phượng, người ta suy tôn cái đẹp giống như là người ta thờ phượng. Anh em chứ, loài người mà còn biết chiêm ngưỡng cái đẹp như vậy, mà nhớ danh của Đức Chúa Giêsu là danh đẹp đẽ vì Ngài đã được ca ngợi. Tại vì sao? Ngài đã được kẻ chết sống lại. Nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại thì chẳng đáng ca ngợi chi hết. Ngài bằng tôi, Ngài bằng tổ tiên tôi, vì những người đó đã chết, chẳng làm chi cho tôi được hết, chẳng cứu tôi được, và chẳng ban cho tôi một điều gì hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Cho nên Ngài, danh của Ngài đẹp đẽ vô cùng, đáng được ca ngợi, đáng được tôn trọng, đáng được thờ phượng. Amen. Amen. Đó là danh đẹp đẽ. Và rồi danh Ngài cũng là danh lạ lùng. Wonderful là danh lạ lùng, là danh diệu kỳ, đó là danh tuyệt vời. Vì cái danh đó mà chúng ta có uy quyền, anh em ơi, chị em ơi, và những điều lạ lùng đã xảy đến trong đời sống những con người khi họ nhân danh Chúa Giêsu, họ làm những công việc đặt tay chữa lành và ra lệnh cho quyền lực của ma quỷ mà nó phải đi. Tôi nói quý vị, chúng ta đâu có đi lên núi đi tu vài năm đâu, nhưng mà chúng ta chỉ biết đến danh Đức Chúa Giêsu và chúng ta ra lệnh thì quyền lực ma quỷ nó phải vâng lời. Đó là một việc diệu kỳ, đó là một việc lạ lùng, vì danh của Ngài là danh diệu kỳ. Và rồi danh của Ngài cũng là danh uy quyền, powerful, là danh uy quyền. Và Kinh Thánh nói cái danh đó khi mà nghe đến câu Kinh Thánh tôi vừa nhắc ngay nghe chưa, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Đầu gối của các vi trùng có đầu gối không? Có chứ, tại vì mình không nhìn thấy thôi, tất cả loài vật gì cũng có cái đầu gối ấy. Nó phải quỳ xuống nếu mà chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu, báo nó phải quỳ xuống và đi ra khỏi thân thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta là những người đang bị mắc những vi trùng tấn công trong thân thể của mình, vì lời Chúa nói như thế nào? Danh của Đức Chúa Giêsu là danh lớn hơn hết mọi danh. Khi nghe đến danh đó, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều phải quỳ xuống và xưng Ngài là Chúa. Nếu là Chúa thì nó phải vấp phục. Cho nên khi chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu, nó phải nghe lời. Ngoại trừ ngày hôm nay thân xác này phải qua đi một lần, cái điều đó không thay đổi được. Nếu Chúa còn định cho chúng ta chưa đến thời điểm thì đó là uy quyền mà Ngài ban cho chúng, quyền phép của sự sống lại nhiều lắm anh em chị. Nhưng mà chúng ta phải như Thánh Phaolô: tôi bằng lòng trao đổi những gì có được thế gian này. Tôi không nói anh em chị em bỏ nghề nghiệp, nhưng mà ít nhất chúng ta phải dành thì đến với Chúa, đến với lời Chúa, để chúng ta biết Ngài là ai, để chúng ta biết sự sống lại của Ngài như thế nào, Chúa có lời hứa như thế nào, để rồi chúng ta áp dụng cho đời sống của mình hàng ngày. Đó là điều của tôi muốn anh em chị em đón nhận ngày hôm
nay nhớ có quyền phép của sự sống, đáng để chúng ta hy sinh chút ít thì giờ mỗi ngày để tìm biết cái đấng đó và biết cái quy quyền của Ngài, kinh nghiệm cho đời sống của chính mình. Anh em chị em chúng ta cùng đứng lên chúng ta cùng. Tôi muốn mọi người trước khi chúng ta có cơ hội dự tiệc thánh, tôi muốn mọi người cùng với tôi, anh em chị em chúng ta cùng đến với Chúa cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa làm việc trong cái đời sống của mình. Chúng ta làm việc, Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta. Anh em chị em cùng bố nhớ, Chúa Giêsu đã ra khỏi sự chết và Chúa đã ra khỏi. Cho nên đây là cơ hội cho tất cả anh em chị em chúng ta là những con nào chưa bao giờ kinh nghiệm và muốn kinh nghiệm sự sống đó trong đời sống của mình, thì quý vị có thể cầu nguyện với tôi, cái lời này. Ai trong chúng ta chưa bao giờ làm một quyết định đó trong cuộc đời của mình, chưa bao giờ, thì đây là cơ hội, hãy đón nhận sự sống đó cho chính mình, hãy đón nhận cái uy quyền đó cho chính mình. Để chi? Để chúng ta được sự tha thứ, để chúng ta được sự tha thứ, để chúng ta được sự sống đời đời, để chúng ta được sự cứu chuộc. Chúng ta cảm ơn Chúa. Anh em chị em, chúng ta còn ai muốn làm điều đó, cứ đưa tay lên cho tôi biết để tôi cầu nguyện. Chút xíu tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện thêm. Cứ đưa tay lên cho tôi biết tôi cầu nguyện. Ai trong chúng ta muốn đón nhận điều đó, cảm ơn ông. Có ai trong chúng ta cảm ơn? Và những anh em nào, những người nào mà chúng ta đã đi xa hoặc là không còn gần gũi với Chúa, thì đây cũng là cơ hội chúng ta nói với Chúa. Mẹ Chúa ơi, quý vị nói với tôi nha. Mẹ Chúa ơi, nói theo tôi, cứ nói, mọi người cứ nói theo, không phải liên tiếp ai, để cho những người mà lần đầu tiên họ nói, họ quen, họ không có ngại ngùng. Chúa ơi, con ngày hôm nay nhận biết tình yêu Ngài, sự sống lại của Ngài. Con muốn Chúa ngự vào lòng con, làm Chúa cuộc đời của con, cứu Chúa của con. Con cảm ơn Chúa. Máu huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá, rửa sạch tội lỗi của con, và nhận con đây là con gái của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ cầu thờ phượng chấm dứt, anh em chị em, những người nào mà chưa bao giờ đến với Chúa mà ngày hôm nay đã cầu nguyện, thì tôi muốn cầu nguyện thêm cho quý vị. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì sự sống lại của Ngài là sự sống lại để ban cho chúng con hy vọng, để ban cho chúng con sự sống đời đời, để ban cho chúng con sự đắc thắng trong mỗi đời sống chúng con. Bởi đức tin chúng con đón nhận mọi phước hạnh này cho đời sống chúng con, cho gia đình chúng con, cho tất cả mọi người thân yêu chúng con, cho nhân sự của Ngài. Để Chúa sự đắc thắng của Ngài thế và tuôn chảy ra đến những người xung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự chúng ta yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em. God bless you.